hay là cái XZ1 sản xuất năm 2017, nghĩa là thậm chí còn mới hơn cả iPhone 7 Plus bây giờ, các bạn cũng gọi nó là giá công nghệ. Mua laptop cũ giá rẻ, bảo hành trọn đời, đến ngay tinphatlaptop.com. Mua qua kênh Dương Dê, giảm luôn 300.000 đồng. Xin chào các bạn, mình là Dương Dê. Chào mừng các bạn đang trở lại với một video phân tích điện thoại trên kênh YouTube của mình. Ngày hôm nay cái chủ đề video của mình nghĩ là có thể sẽ gây tranh cãi một chút thôi nhá, dành cho các bạn. Đó là dưới 6 triệu mình sẽ không mua iPhone. Đấy. Không biết ý kiến các bạn như nào, có thể để lại comment. Nhưng mà bây giờ mình sẽ giải thích cho cái lý do là tại sao dưới 6 triệu mình lại không mua iPhone. Cái lý do thứ nhất đó là dưới 6 triệu thì cái sản phẩm iPhone tốt nhất có thể mà mình có thể mua được đó là iPhone 7 Plus. Nếu mà mua iPhone 7 Plus đi, và một cái sản phẩm thứ hai nữa chứ, đó là iPhone 8. Chúng ta sẽ chưa thể mua được iPhone SE 2020 bởi vì SE 2020 hàng cũ nó cũng phải tầm khoảng gần 7 triệu rồi. Thế thì iPhone 8 là dành cho điện thoại màn hình bé. Thôi lát nữa thôi thì mình sẽ phân tích về điện thoại màn hình bé đó sau. Bây giờ mình sẽ phân tích về cái iPhone 7 Plus là cái mà nhiều bạn quan tâm tới nhất này. Thế thì cái iPhone 7 Plus nó được sản xuất vào năm bao nhiêu đã? Nó được sản xuất vào năm 2016, nghĩa là cách đây khoảng 5 năm rồi, đúng không ạ? Một cái khoảng thời gian mà mình nghĩ là cũng tương đối là lâu rồi chứ, đúng không nào? Thậm chí cái năm 2016 nhá, là cái năm mà cái chiếc Sony Xperia XZ ý, XZ đời đầu nhá, chứ chưa được lên XZ1 đâu nhá. Các bạn đã gọi nó là rác công nghệ rồi. Hay là cái XZ1 sản xuất năm 2017, nghĩa là thậm chí còn mới hơn cả iPhone 7 Plus bây giờ, các bạn cũng gọi nó là rác công nghệ, đúng không? Hay là thậm chí là cái Xperia XZ2 sản xuất năm 2018, nghĩa là mới hơn 2 năm so với cả iPhone 7. Các bạn, iPhone 7 Plus ấy, các bạn cũng gọi nó là rác công nghệ luôn. Hay là thậm chí một cái sản phẩm như kiểu là LG G7 đấy. LG G7 nhá, sản xuất năm 2018, các bạn cũng gọi nó là rác công nghệ. Đấy, thế thì các bạn biết là cái iPhone 7 Plus nó cùng thời với LG G mấy không ạ? Nó cùng thời với LG G5 với LG G6 đấy các bạn ạ, năm 2016 đấy. Nếu mà chúng ta xét mấy cái cách công bằng thì chúng ta có gọi iPhone 7 Plus là rác công nghệ không ạ? Không, sao lại gọi thế được? Bởi vì iPhone 7 giá nó cao mà, iPhone 7 Plus giá nó cao cơ mà, đúng nào? Đấy, xin lỗi nếu như mình cứ nhầm, đọc tên nhầm là 7 và 7 Plus, nhưng mà thực chất là mình đang muốn nói về 7 Plus. Đúng không ạ? 7 thì cũng sản xuất cùng năm như thế thôi. Đấy, chính vì cái sự giữ giá phải gọi là quá lâu, quá khủng khiếp của iPhone 7 Plus như thế này, nên là mình mới không mua. Mình không nói là iPhone 7 Plus không tốt, hay là mình không nói là iPhone 7 Plus cái giá trị sử dụng hiện tại của nó là không có. Không, đâu phải là như thế. Nhưng mà cái giá bán của nó ấy là không tốt. Giá bán là không tốt các bạn ạ. Các bạn thấy điều này. Một cái điện thoại dùng 5 năm trời bây giờ vẫn còn 6 triệu. Các bạn nghĩ thế nào? Có thể để lại comment cho mình. Đấy, đấy là cái phân tích đầu tiên thôi nhá. Cái phân tích thứ hai đó là mình sẽ phân tích về việc là những cái đối thủ của nó ở trong cái tầm giá này. Ví dụ như ở trong cái tầm giá này bạn có thể lựa chọn được một chiếc Samsung Galaxy Note 9. Galaxy Note 9 đầu tiên là sản xuất năm 2018 cái đã. Là nó mới hơn 2 đời so với cả iPhone 7 Plus. Đây là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa đó là Galaxy Note 9 mình đánh giá là có thiết kế đẹp hơn iPhone 7 Plus, viền mỏng hơn, thiết kế màn hình cong. Màn hình của Galaxy Note 9 hơn hẳn luôn so với iPhone 7 Plus. Hiệu năng của nó nếu bạn lựa chọn phiên bản chạy chip Snapdragon 845 bản Mỹ ở ClickBuy thì nó cũng ngon hơn cả iPhone 7 Plus. Bộ nhớ trong tối thiểu của nó đã làm 128GB rồi, gấp 4 lần bộ nhớ trong tối thiểu có 32GB, vô cùng cùi của iPhone 7 Plus bây giờ. Rồi là camera của Note 9 cũng nhỉnh hơn 7 Plus. Pin cũng sẽ có phần nhỉnh hơn. Có thêm cây bút, công nghệ âm thanh Dolby Atmos các thứ nữa. Và nếu là mình thì chắc chắn 100% mình sẽ lựa chọn Galaxy Note 9 chứ không lựa chọn iPhone 7 Plus nếu cùng có 6 triệu. Mình biết là rất nhiều bạn sẽ lấy một lý do là không thể so sánh iPhone 7 Plus với điện thoại tàu được. Ok, đồng ý. Mình so sánh luôn với cả Samsung cho nó cùng đẳng cấp, đúng không ạ? Thì các bạn cảm thấy sao? Rồi, còn bây giờ sẽ dành những bạn nào mà không phân biệt điện thoại tàu với cả điện thoại iPhone các thứ nhá, thì các bạn có thể xem tiếp. Thì ở trong cái tầm giá này, hàng chính hãng luôn, mình có thể mua được một chiếc điện thoại hàng chính hãng mới tinh, ngon hơn iPhone 7 Plus về mặt hiệu năng và chơi game tốt hơn iPhone 7 Plus. Đó chính là Poco X3 Pro. Poco X3 Pro đang được bán tại ClickBuy với mức giá là dưới 6 triệu. Và chúng ta có thể lựa chọn được Poco X3 Pro, một cái chiếc điện thoại mà nó có màn hình tần số quét cao hơn, một cái hiệu năng tốt hơn, một cái bộ nhớ trong gấp rất nhiều lần nếu mà xét trên tham chiếu bộ nhớ trong tối thiểu, một cái pin cũng trâu hơn rất nhiều, một cái hộp phụ kiện vô cùng đầy đủ và một cái sạc cũng nhanh hơn nhiều so với iPhone 7 Plus.
Đấy, chúng ta sẽ lựa chọn Poco X3 Pro. Một chiếc là hàng chính hãng đấy nhá. Còn nếu mà chúng ta so sánh sang với cả Realme GT Neo cũng ở trong tầm giá 6 triệu như này, thì GT Neo sẽ có một cái sạc siêu nhanh, nhanh hơn quá nhiều so với iPhone 7 Plus về mặt sạc. Công nghệ bây giờ là công nghệ mới hơn hẳn rồi. Màn hình AMOLED đẹp hơn, vân tay bên trong màn hình thời thượng hơn. Nó sẽ có camera đa dụng hơn, có pin nhỉnh hơn, có sạc nhanh hơn, có rất nhiều thứ, có hiệu năng tốt hơn. Với tất cả những điều đó thì thực sự là iPhone 7 Plus bây giờ nếu mà mức giá như thế này thì mình nghĩ là mình sẽ không mua. Đấy. Vì giá thôi nhá, chứ không phải vì cái gì cả. Chứ còn mình không nói là nó không tốt. Mình đâu nói là nó không tốt đâu. Đúng không ạ? Giá trị sử dụng của iPhone 7 Plus ở thời điểm này vẫn còn đủ dùng. Nhưng mà về giá bán thì là không hợp lý. Không biết ý kiến các bạn như nào? Hãy để lại comment cho mình biết. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã dành nhiều thời gian theo dõi video của Dương Dây. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.